Sáng ngày 10 tháng 8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Dự lễ có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an, đồng chí Võ Văn Tân, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu được thành lập với 1.279 cán bộ chiến sĩ. Đây là lực lượng giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động thêm lực lượng, ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để lây lan phức tạp vượt tầm kiểm soát. Nhiệm vụ của lực lượng này là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ban chỉ huy Trung đoàn phối hợp với các đơn vị chức năng Công an Thành phố Hồ Chí Minh ổn định về tổ chức, đội ngũ cán bộ làm việc, quán triệt chức năng nhiệm vụ đề ra chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện. Các tiểu đoàn cảnh sát cơ động thuộc trung đoàn thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập xử lý các tình huống giả định, như xử lý tụ tập tuần hành, biểu tình gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quản lý.